Chào mừng quý anh chị, quý nhà đầu tư đến với bản tin của Khai Phú. Trong chương trình tuần này, chúng tôi xin cập nhật đến các quý anh chị, quý nhà đầu tư những thông tin di trú mới nhất. Mỹ tái thảo luận kế hoạch cấp quốc tịch cho trẻ em sơ sinh nước ngoài. Người Việt gửi về nước hơn 71 tỷ USD trong 5 năm. New South Wales tạm ngưng nhận hồ sơ định cư diện doanh nhân và đầu tư. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã khởi động lại các cuộc thảo luận về khả năng chấm dứt cấp quốc tịch cho trẻ em nước ngoài sinh ra ở Mỹ trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Hãng tin The Hill dẫn hai nguồn thạo tin cho biết chính quyền ông Trump đã nối lại thảo luận liên quan tới việc ban hành mệnh lệnh hành pháp nhằm vào quyền công dân khai sinh ở Mỹ, thuật ngữ dùng để chỉ việc một trẻ em người nước ngoài tự động được cấp quốc tịch nếu sinh ra trên đất Mỹ. Theo The Hill, động thái này nếu được thực hiện có thể xem là nỗ lực của chính quyền ông Trump trong việc bảo vệ chương trình nghị sự của họ nếu ông Trump không đắc cử nhiệm kỳ 2. Cùng với sự phát triển và vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế, cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài đang ngày một lớn mạnh về số lượng cũng như mở rộng địa bàn. Cộng đồng này đã tăng thêm 800.000 người trong 5 năm qua và đóng góp lượng kiều hối hơn 71 tỷ USD. Từ 4,5 triệu người ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2015, đến nay cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 18% trong vòng 5 năm. Tổng kiều hối đạt 71 tỷ USD, tăng trưởng trung bình 6% một năm, góp phần cải thiện cán cân thanh toán, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Tính đến tháng 10, kiều bào từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có 362 dự án FDI đầu tư tại Việt Nam. Tháng 11 năm nay, tỉnh bang New South Wales vừa thông báo đã tạm hết hạn ngạch đối với visa doanh nhân và đầu tư, visa 188-132, và hiện hạn ngạch mới sẽ được liên bang phân bổ vào cuối năm tài chính. Cơ quan di trú tiểu bang cũng cho biết họ không thể giải đáp các thắc mắc khi nào sẽ nhận được hạn ngạch mới. New South Wales là bang tiên phong mở cửa nhận hồ sơ từ ngày 7 tháng 10 năm 2020 sau khi liên bang công bố hạn ngạch nhập cư 2020-2021. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, tiểu bang New South Wales sẽ chỉ mời những người nộp đơn trong các ngành nghề chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật, công nghệ thông tin và truyền thông hiện đang cư trú tại New South Wales đối với diện skill worker. Vừa rồi là những cập nhật mới nhất về thông tin di trú tuần qua. Xin cảm ơn các anh chị và quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị và quý nhà đầu tư trong bản tin tiếp theo của Khai Phú.